Xin chào anh em nhé. Hôm nay em sẽ trực tiếp unlock code cho dòng SAP S06G. Thì trước mắt đang là một cái máy lock không dùng được SIM ở Việt Nam. Bây giờ mình unlock code thì sẽ sử dụng như một máy quốc tế nhập code. Successful. Đã có xong. Rồi tiền từ gọi 900.